Cứ sau mỗi mùa thu hoạch lúa thì ngoài việc nông dân chiếm dụng lòng đường làm nơi phơi lúa thì tại các địa phương trong cả nước còn xảy ra tình trạng đốt rơm rạ. Tại những cánh đồng sát đường quốc lộ, khói bụi bao vây cả một đoạn đường dài. Ghi nhận của khán giả Vũ Ngọc có số điện thoại 0912 3 số cuối 258 trên quốc lộ 1A đoạn qua tuyến đường tránh thị trấn Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Nông dân tại đây sau khi thu hoạch lúa đã đốt rơm rạ trên các chân ruộng tạo nên những màn khói dày đặc, theo chiều gió thổi cắt ngang mặt đường như một bức tường khói, khiến các loại phương tiện khi lưu thông qua bị hạn chế tầm nhìn, hầu như phải chạy theo quán tính. Nguy hiểm nhất là những người đi xe máy, vì cay mắt nên buộc phải nhắm mắt để đi xuyên qua tường khói, sao cả tính mạng của mình cho may rủi, vì không biết sẽ ra sao nếu ngược chiều lại bất ngờ có một phương tiện chạy sai làn đường. Rất mong ngành chức năng tại các địa phương cần đẩy mạnh thêm việc tuyên truyền về ý thức chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông đến từng người dân, cũng như nên áp dụng các biện pháp xử phạt những nông dân cố tình vi phạm.